Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Ê, thật, cái tuyến đường dưới đó. Mày quá không thật kìa. Tuyến đường này. Cáo cái gì nữa, không nói đâu, không làm tiền đâu. Ok, tiếp tục thôi. Ô thắng này, ô ngọt quá. Để kết thúc video của nó. Cá bảy màu. Vâng, như vậy video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo. Làm gì đây? Dính nhạc gì? Lấy cần tặng câu mẹ vào đấy như thế. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chơi game Minecraft. Trời, nó hết giờ. Chào mọi người.
giả thế. Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và thấy đẹp thì hãy để lại cho mình một like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao tô màu cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Ồ, không đánh mà vẫn sắp thắng này. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. À, mà này gò à. Mình nghiêm bảo cả cỡ các bạn nhé. Cảm ơn bạn nha, mình xin game này. Kể làm. Chửi nghe thằng bên kia luôn, cho nó nhanh. Như em đấy, bị chửi đấy, đau phết đấy. Đã thấy còn trong video nữa. Các bạn là kiểu anh em bốc phốt thằng này. Ui, cũng mưng quả. Đánh ôi, đánh ôi. Nhiều khi tự nhiên mình lại được thắng mà trong khi đấy cho bắn cái giây. Bắt đầu nào. Let's go. Tóc cho nó màu đen nha các bạn. Cho nó mượt mẻ đi. Ừ, nhỉ, sức tên lời từ tập tài dậy. Chưa qua đầu gì đây. Xiaomi. Ai da. Yeah. Thôi, tôi đủ khác rồi nè. Mình chả biết mùi được có này đầu, chả biết làm gì. Mình chả biết làm đầu dày thật. Tôi Xiaomi. Đầu. Từ trước đến giờ em nó có nhuộm một lần. Đi lại kiểu chúng mày chảy nắng à? Sao tóc cứ đỏ đỏ ấy kìa. Bắt đầu nào. Lúa đỏ miền quê. À mẹ, phải bán Cường. Không, anh Cường cho quả tóc mẹ nổi nhất tên hôm nay luôn. Tóc đấy mẹ đi quả lại. Các em phải bâu luôn á. Bâu luôn cơ cơ. Đi gái mẹ chầm trò. Vừa hôm anh Cường gửi cho quả A. Tóc. Nó có tên gọi nó gì? Chưa có tên cụ thể nhưng mà nổi lắm. Máy tà Hải Phòng. Cô nhìn nguyên toàn à? Ui. Áo. Các bộ tìm chia tìm phòng khác các bạn. Nói đo họng quá là phải xin phép các bạn nha. Cho mà Nhi uống ngậm nước. Mình chưa uống nước đấy bao giờ. Nước đấy gọi là nước gì? Stim. Hello, thì các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Đây là mình chơi chơi của NBA. Để cho các bạn nước à. Công ty của bạn nước nha. Anh em muốn uống thì 5k. Thế là khó. 5k. Bảo anh Cường lên mua cho em một cốc.
Anh Cường không có đâu. Đến được cơm rồi. Ô vào thật đấy. Nắng nó quỳ nhìn này. Cô nhỏ. Như vậy là sản phẩm tô màu của mình xong nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và đẹp trong cái này các bạn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello.